Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ukraina có một cánh cửa rất hẹp để xoay chuyển động lực của cuộc xung đột theo hướng có lợi cho mình. Ngay cả khi đó, người Nga vẫn đang nắm giữ phần lớn quân bài. Viết trên tờ National Interest, tác giả Daniel Davis cho biết, ông đã cảnh báo ngay từ đầu rằng không có con đường nào dù có nguồn lực tốt đến đâu để Ukraine có thể gây ra một thất bại quân sự hoàn toàn đối với Nga trong tương lai gần. Nga quá lớn, có nguồn lực và quân số tốt để Ukraine có thể đánh bại. Ở vế thứ hai, sự ủng hộ dành cho ông Zelensky giảm sút nhanh chóng cả ở trong nước và cả phương Tây. Viện trợ quốc tế dù được đổ vào gần đây đang hết dần trước chiến lược tiêu hao của Nga. Tác giả nhắc lại, tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những yêu cầu tối thiểu của mình khi nói rằng để chấm dứt giao tranh Ukraine phải giao nộp 4 tỉnh đã sắp nhập với Nga năm 2022, rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ đó và áp dụng tình trạng trung lập, không liên kết, phi hạt nhân. Ông Zelensky coi danh sách yêu cầu này là tối hậu thư đầu hàng. Tác giả đặt câu hỏi, vậy làm thế nào Ukraine có thể tránh được kết quả không mong muốn này và ông Zelensky có thể tạo ra điều gì với sự mất cân bằng lực lượng hiện tại? NATO chỉ muốn tìm kiếm một chiến thắng cho Ukraine và một tổn thất cho Nga. Tuy nhiên, phân tích tỉnh táo cho thấy đây là kết quả không thể đạt được ở hiện tại hoặc trong tương lai. Nếu phương Tây không chịu chấp nhận thực tế, kết quả có thể xảy ra nhất đối với Ukraine là một thất bại quân sự, thậm chí có thể bao gồm việc mất Odessa và Kharkov và nhiều lãnh thổ hơn cả tối hậu thư của ông Putin. Đó là một lựa chọn khủng khiếp, nhưng vào thời điểm này, tốt hơn hết là cả Ukraine và châu Âu nên tìm kiếm một giải pháp thương lượng khó chấp nhận nhưng có thể đạt được thay vì phớt lờ thực tế và cuối cùng phải chịu nỗi nhục nhã của một thất bại quân sự quy định. Tuy nhiên về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định niềm tin vào Ukraine đã không biến mất khỏi Ukraine. Niềm tin của người dân và lực lượng vũ trang và vào chính họ vẫn không hề mất đi. Ông cho biết thêm, nói về tâm lý mệt mỏi, tôi thừa nhận điều này là có, nhưng mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này. Chúng tôi đều là con người, kể cả khi các bạn làm công việc mà mình yêu thích, bạn vẫn trở về nhà vào buổi tối trong sự mệt mỏi. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn sẽ nghỉ làm vào buổi sáng hôm sau. Ông tuyên bố bất chấp tâm lý mệt mỏi ukraine vẫn sẽ không từ bỏ vào đầu hàng nga ông cũng cho biết ukraine sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch gia nhập liên minh châu âu eu ông zelensky nói chúng tôi thậm chí không có lựa chọn đó chỉ có nga tuyên truyền rằng mọi thứ ở ukraine đều tồi tệ và rằng họ đang nắm thế chủ động điều này không hoàn toàn đúng nhà lãnh đạo ukraine cho hay người nga có nhiều vũ khí trong tay hơn quân đội của chúng ta hiện tại đây là thời điểm đầy thử thách không hề dễ dàng các đối tác sẽ dần dần thông qua gói viện trợ mới cho chúng ta, nguồn cung vũ khí sẽ được nối lại. Chúng ta sẽ chiến đấu vì mọi thứ. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, khoảng 40 quả rocket đã được bắn từ Liban vào khu vực trung tâm cao nguyên Golan. Một số quả rocket được xác định rơi xuống khu vực này. Trong khi đó, hội đồng khu vực Golan đã cảnh báo người dân ở phía bắc cao nguyên này không được ở xa nơi trú ẩn và tránh tụ tập cho đến khi có thông báo mới. Lực lượng Hezbollah cũng thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên tuyên bố rằng đây là vụ tấn công trả đũa vụ không kích trước đó của Israel tại khu vực gần biên giới giữa Syria và Liban, làm một cựu vệ sĩ của thủ lĩnh Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah thiệt mạng. Trước đó, lực lượng Hezbollah ở Liban đã phát động cuộc tấn công đường không lớn nhất, điều UAV tấn công căn cứ quân sự Israel trên cao nguyên Golan. Hezbollah cho biết cuộc tấn công nhắm vào các hệ thống tình báo, phá hủy chúng và gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Israel chiếm qua nguyên Golan từ Syria vào năm 1967. Và sau đó sáp nhập, phần lớn cộng đồng quốc tế không công nhận động thái này. Hezbollah, đồng minh của Hamas, được Iran hậu thuẫn, đã giao tranh gần như hàng ngày với lực lượng Israel kể từ khi Hamas mở cuộc đột kích lãnh thổ Israel hồi tháng 10 năm ngoái. Các cuộc tấn công cùng những lời đe dọa liên tục gia tăng trong những tuần gần đây giữa Israel và Hezbollah, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa đôi bên. Trước những cuộc tấn công trên của Hezbollah, diễn ra sau nhiều tháng giao tranh xuyên biên giới gần như hàng ngày, giữa nhóm này và quân đội Israel. Chính phủ Israel tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công của Hezbollah. Người phát ngôn chính phủ Israel David Menser cho biết, Israel sẽ đáp trả bằng vũ lực trước mọi hành động gây hấn của Hezbollah, đồng thời cam kết khôi phục an ninh ở biên giới phía Bắc của chúng tôi. Trong diễn biến khác liên quan, các nguồn tin quân sự của Liban cho hay, quân đội nước này đã theo dõi vụ phóng khoảng 100 tên lửa đất đối đất từ phía Liban tới Israel và hệ thống tên lửa vòm sắt của Israel đã đánh chặn được một số tên lửa trong số này. Các nguồn tin trên cho biết thêm, các thiết bị bay không người lái và máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành 5 vụ không kích nhằm vào ba thị trấn và ngôi làng ở phía nam Liban. Ngoài ra, quân đội nước này còn nã phá vào 12 thị trấn và ngôi làng khác của Liban, làm 4 người bị thương. Truyền thông địa phương dẫn đánh giá của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết sau 9 tháng xung đột phần lớn mạng lưới đường hầm của phong trào Hamas ở Gaza vẫn trong trạng thái hoạt động tốt. Do đó, IDF cho rằng Hamas vẫn có khả năng tổ chức tấn công gần biên giới với Israel hoặc thậm chí xuyên qua biên giới đó. Kênh tin tức 12 trích đánh giá của IDF nêu rõ các đường hầm của Hamas trong trại tị nạn tại miền trung Gaza, Rafah ở phía nam và Shijaya ở phía bắc đều đang ở tình trạng tốt. Ngoài ra, tại Khan Yunis, phía nam Gaza, nhiều đường hầm mà IDF tấn công đã được sửa chữa Điều tương tự cũng diễn ra với các nhà máy sản xuất bê tông để xây dựng đường hầm trong khu vực. Mặc dù IDF đã tập trung vào xử lý Hamas ở Rafah trong những tuần gần đây, nhưng chỉ có một số đường hầm bị phá hủy trên hành lang Philadelphia dọc theo biên giới Gaza, Ai Cập. IDF bổ sung rằng các đường hầm tại Gaza City cũng ở trong tình trạng từ trung bình đến tốt, giúp Hamas tiến gần đến biên giới với Israel. IDF cũng nhấn mạnh trong báo cáo rằng lực lượng này vẫn tập trung vào xử lý mạng lưới đường hầm của Hamas và dần dần phá hủy chúng bao gồm cả những chiếc ở biên giới. Kể từ khi xung đột Israel Hamas bùng phát, lực lượng Israel đã phát hiện và phá hủy nhiều đường hầm của Hamas. Các quan chức cấp cao quân đội Israel đánh giá mạng lưới đường hầm của Hamas tại Gaza dài khoảng từ 563 km đến 724 km. Một quan chức quân đội Israel nhận định với tờ Times of Israel rằng có thể mất nhiều năm để xử lý mạng lưới đường hầm của Hamas. Quân đội Israel sẽ phải lên sơ đồ, kiểm tra bẫy và giải cứu con tin trước khi có thể phá hủy các đường hầm. Theo New York Times hệ thống đường hầm là một cơn ác mộng dưới lòng đất đối với quân đội Israel. Đây cũng là cốt lõi cho khả năng sống sót của các tay súng Hamas. Mọi mục tiêu chiến lược của Israel ở Gaza giờ đây đều gắn liền với việc phá hủy các đường hầm. Ông Daphne Richmond Barak, chuyên gia về chiến tranh đường hầm tại Đại học Richmond ở Israel nhận định, nếu muốn tiêu diệt lãnh đạo và kho vũ khí của Hamas, bạn phải phá hủy các đường hầm. Việc này gắn kết với mọi phần của nhiệm vụ quân sự. Hamas đã đầu tư rất nhiều vào các đường hầm vì họ không có đủ nguồn lực hoặc quân số chống lại quân đội Israel trong một cuộc chiến thông thường. Tổ chức này thường sử dụng đường hầm làm căn cứ quân sự và kho vũ khí, đồng thời dựa vào các đường hầm này để di chuyển lực lượng mà không bị phát hiện. Từ đó, có thể bảo vệ chỉ huy hàng đầu của mình. Một tài liệu năm 2022 cho thấy, Hamas đã chi 1 triệu đô la Mỹ làm phân cửa đường hầm, một nhà xưởng dưới lòng đất và chi trả một số mục khác tại thành phố Khan Yunis, miền nam giải Gaza. Theo tờ Jerusalem Post, khoảng 7 tuần sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF tấn công Rafah và với các hoạt động lớn tại đó, có thể kết thúc bất cứ lúc nào, IDF vẫn chưa chắc chắn rằng họ đã hoặc sẽ tìm thấy tất cả các đường hầm xuyên biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Trên thực tế, ước tính để tìm ra và phá hủy hoàn toàn tất cả các đường hầm xuyên biên giới đó có thể mất thêm ít nhất 6 tháng, thậm chí lâu hơn thế. Cho đến nay, nhiều nguồn tin từ IDF tiết lộ rằng có ít nhất là 25 đường hầm xuyên biên giới nhưng đây chỉ là ước tính ban đầu. Trong tất cả các trận chiến đường hầm mà IDF đã thực hiện ở Gaza, đây là trận chiến quan trọng nhất vì hành lang Philadelphia chính là huyết mạch của Hamas để tiếp nhận vũ khí từ bên ngoài. Cuộc tấn công vào miền Nam Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái không thể diễn ra nếu không có vận chuyển vũ khí, huấn luyện và tình báo mà Hamas nhận được thông qua hành lang Philadelphia. Liệu IDF sau nhiều năm mở rộng đơn vị đặc nhiệm chuyên về đường hầm Jahalom và đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào robot chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái UAV và nhiều công nghệ tiên tiến khác có đủ khả năng ngăn chặn tuyến giao thông ngầm này không? Thậm chí còn chưa đề cập đến vấn đề địa chính trị phức tạp liên quan đến Ai Cập, Mỹ, Liên Hợp Quốc và các bên khác, cũng như liệu IDF có thể ngăn chặn Hamas quay trở lại hay không nếu lực lượng này rút lui hoàn toàn khỏi hành lang Philadelphia. Ngay cả trước khi trả lời câu hỏi đó, nếu IDF hiện đang nắm giữ toàn quyền kiểm soát không thể phá hủy toàn bộ các đường hầm thì khó có thể thấy điều gì có thể ngăn cản Hamas quay trở lại và tái vũ trang. Khi đến tận nơi và thảo luận về mối đe dọa từ đường hầm với hai chỉ huy cấp cao của IDF là Đại tá Chỉ huy Lữ đoàn Nahan Jai và Đại tá Chỉ huy Lữ đoàn Negap Enbas Ivri, chúng ta có cái nhìn rõ hơn về mức độ khó khăn của công việc này so với những gì công chúng Israel vẫn nghĩ. Trước hết ở hành lang Philadelphia, những đường hầm này đặc biệt dài và sâu dưới lòng đất Cách duy nhất để thực sự phát hiện thấy chúng là bắt đầu bằng một đường hầm sâu trong rafa, có thể không liên quan gì đến xuyên biên giới và sau đó xem xét mọi đường hầm cho đến khi phát hiện ra đường hầm nào dẫn đến biên giới. Nếu việc tìm kiếm các đường hầm xuyên biên giới được tiến hành ở sâu hơn trong rafa, chứ không chỉ ở hành lang Philadelphia ngắn và hẹp hơn thì cuộc tìm kiếm chúng sẽ phức tạp hơn nhiều. Vấn đề đường hầm xuyên biên giới sẽ dễ dàng xử lý hơn một chút với IDF nếu phía Ai Cập quyết tâm xóa bỏ 100% đường hầm xuyên biên giới như Israel, nhưng các nguồn tin của IDF cho biết họ không làm như vậy vì chính phủ hiện tại của Ai Cập không thù địch với Hamas. Khi bị vô hiệu hóa không có nghĩa là các đường hầm bị phá hủy hoàn toàn và thậm chí một khi đã bị phá hủy không có nghĩa là bị phá hủy mãi mãi. Việc phá hủy cũng không có nghĩa là các đường hầm mới sẽ không được đào ngay lập tức. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngay cả khi Israel phá hủy nhiều km đường hầm chạy từ Rafah, Gaza tới biên giới Ai Cập thì những đường hầm đó vẫn có thể không bị phá hủy hoàn toàn hoặc thậm chí không bị vô hiệu hóa mà chỉ bị sập một phần. Hamas sau đó sẽ dễ dàng tái thiết lập lại các đường hầm đó khi IDF từ bỏ hoàn toàn hoặc một phần quyền kiểm soát phía Gaza của hành lang Philadelphia hoặc thậm chí khi IDF bắt đầu giảm sự hiện diện của quân thường trực tại Rafah.